trọng kính chào toàn thể quý vị. Tôi xin thay cho mục sư quản nhiệm và bà cùng ban chấp sự hội thánh Tin Lành Chi Hội Phan Thiết xin kính lời hoan nghênh và chào mừng quý cô gái Chúa cùng quý thân hữu đã đến dự lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh lần thứ 2020. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước trên toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh vui vẻ, phước hạnh và một năm mới bình an. Bây giờ trân trọng kính mời hội thánh chúng ta đồng bước lên và mời ban hát dẫn, hướng dẫn hội thánh tôn vinh Chúa. Nhưng lòng yêu mến Chúa lại rất nồng nàn, có tâm hồn vĩ đại, dâng công lao khó nhọc của mình để hầu việc Chúa, không mong đợi để đời sau biết đến tên mình. Là con dân Chúa, không có phước hạnh nào là được đến tôn thờ Chúa Giáng Sinh bằng một tâm hồn đầy khao khát và cũng thật đơn sơ khiêm nhường. Hỡi môn đồ trung tín, mời hô thánh cùng tôn ngợi Chúa thánh ca 55. Chúng ta hát vang Hosanna,
Chúng ta ca ngợi Chúa đấng đầy quyền năng và yêu thương qua thánh ca 65 Hosanna. Con cảm ơn Ngài vì yêu thương nhân loại lầm than ở trong tội lỗi.
Chúa đã giáng thế làm người tìm và cứu chúng con. Chúa Giêsu đã nói rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa đã giáng sinh tìm và cứu chúng con. Và chúng con trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con được đặt ân thờ phượng và tôn vinh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cảm ơn Ngài vì đêm hôm qua, chúng con đã cử hành lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh một cách trọng thể. Không chỉ hội thánh của chúng con mà hội thánh Chúa khắp nơi trên toàn thế giới này đều mừng Chúa giáng sinh. Chúng con thật vui mừng, cảm ơn Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con được một cơ hội tốt để ra mắt Chúa, để thờ phượng Ngài. Trong chương trình thờ phượng mừng Chúa giáng sinh tối sáng hôm nay, thời tiết bên ngoài có phần mưa gió, xin Chúa nhắc nhở các con cái của Chúa nhớ đến sự thờ phượng Chúa để chúng con cùng nhau mừng Chúa giáng sinh. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn trên ông thư ký Trần Hoàng Sơn trong sự dẫn chương trình để chúng con bước vào sự thờ phượng Ngài. Ban ơn trên ban diễn lễ, ban hát, ban nhạc, ban âm thanh, ánh sáng, ban trật tự, ban kỹ thuật, máy chiếu. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng con đều góp phần vào sự thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa tể trị thì giờ của chúng con thờ phượng Ngài từ giờ đầu đến giờ cuối. Chúa cho âm thanh, ánh sáng đều được tốt đẹp. Chúa cho thời tiết tốt hơn để con cái của Chúa kịp đến ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con trao phó chương trình trong buổi sáng hôm nay trong cánh tay toàn năng của Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh chúng ta đồng ngồi. Sau đây tôi xin đọc thư chúc mừng Giáng sinh của Tổng Lương hội gửi đến hội thánh. Hội thánh Tin lành Việt Nam, Tổng Liên hội, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 12 2020 kính gửi toàn thể quý tôi con Chúa thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam thư chúc mừng Giáng sinh 2020 và năm mới 2021. Thưa quý vị, trong hoàn cảnh dịch lệ, thiên tai đã diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt năm qua, Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã cho hội thánh chung và mỗi chúng ta được bình an bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà chúng ta không bị rúng động, nao sờn như Luca đoạn 2 câu 10, câu 11 đã chép. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Mỗi tôi con Chúa cùng hội thánh đón mừng lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021 với lòng biết ơn Chúa chân thành, sâu đậm, nỗ lực truyền giảng, cứu người và hết lòng chăm nuôi bầy chiên của Chúa để ai nấy đều trở nên chứng nhân tốt lành cho vua Giê-xu. Cầu Chúa tiếp tục tuôn tràn sự hiện diện chí thánh của Ngài, dẫn dắt chúng ta bước đi theo ở trong sự vững vàng, bình an và kết quả, để ai nấy hưởng được một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa và một năm mới 2021 tràn đầy ơn phước từ trời. Thay mặt Ban sự Tổng Lương hội, Hội trưởng Mục sư Thái Phước Trường. Thánh ca bài số 56 với nhan đề Kỷ Nguyên Thanh Bình sẽ do ban cao niên tôn vinh Chúa. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm màu nhiệm vinh quang, ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay luyện ca vang, ân điển vô biên cho nhân loại, hoan hỷ vô cùng cho muôn loài.
Sau đây hội thánh sẽ được lắng nghe lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Ma-thi-ơ chương 1 từ câu 18 cho đến câu 25. Sẽ do chấp sự Trần Tiến Đạt tuyên đọc lời Chúa. Xin mời. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên và cùng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 25. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đón tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Xong, không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giê-xu. Xin kính mời Thánh đồng ngồi. Sau đây, ca khúc Với Nhan Đời, Ánh Sao Lạ Lùng sẽ do ban nữ giới tôn vinh Chúa. Chúa sinh ra đời ban niềm vui thật tuyệt vời. Này loài người ơi, hãy cất tiếng ca chúc tôn con trời hạ sinh nơi dương thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Chúa bước vào sự dâng hiến. Kính mời Hội Thánh Tôn Vinh Chúa Thánh Ca bài số 70. Thánh Ca bài số 70. Trong khi hát tôn vinh, mời ban giám sự giúp đỡ trong việc dâng hiến. Thánh Ca bài số 70. Về nước Chúa lúc 11:30 ngày 17 tháng 12 2020 tại California, Hoa Kỳ. Hội Thánh đặc biệt cầu nguyện cho Tăng Quyến. Xin Chúa Thánh Linh an ủi Tăng Quyến. Hội Thánh cầu nguyện cho một số con cái Chúa có đau trong thân thể. Cô Trần Thị Lệ Thu, ông Hai Mai, ông Phạm Văn Cúc, ông Nguyễn Khoa Thi, anh Nguyễn Khoa Khoa, ông Trần Khai, cô Trần Thị Lộc, ông Phạm Văn Hai. Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa thương xót ngưng cơn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Hội Thánh cầu nguyện cho số tiền dân và cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm sau giờ này sẽ ban phát sứ điệp Giáng sinh. Trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Mời cô chấp sự Nguyễn Thị Anh Pha thay cho Hội Thánh cầu nguyện. Sau đây Thánh Ca bài số 569. Hallelujah, Giê-xu đến sẽ giao ban nam giới tôn vinh Chúa. Chúa là người đã hy sinh, đức nhân từ không ví sánh.
muôn dân mau đến đem lễ dâng vua hòa bình. Hallelujah, 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 amen. Sau đây ca khúc Chúa vui xuống trần gian sẽ do tứ ca tôn vinh Chúa. Xa đông lạnh tại mang chiên nghèo chôn đê hèn kia chúa xanh sẽ xuống sáng sinh vì nhân thế tình ngài tuyệt vời nhân gian nào biết thập giá đang chờ ngài phó
thân mình chịu chết nơi này, lý do Ngài đến đây vì con gánh thay mọi tội lỗi. Ngài chịu thập hình cho anh và tôi. Ngài đến chẳng mang theo cao sang, Giê-xu Giáng sinh vì nhân thế. Tình Ngài tuyệt vời nhân gian nào biết. Ngài phó thân mình chịu chết nơi này, lý do Ngài đến gánh thay mọi tội lỗi. Ngài chịu thập hình cho anh và tôi. Ngài đến chẳng mang theo cao sang, tại nơi chốn quê nghèo nàn, chùa chiền hai nhi thánh nữ xuống đây bình an cho muôn dân. Trần thế hãy mau cùng thờ tôn Giê-xu Giáng sinh giờ đây, hầu cho thế ai tình cao sang, tại nơi chốn quê nghèo nàn, chuồn chiên hai nhi thánh ngự xuống đây bình an cho muôn dân. Chẳng thế mấy mong cùng thờ tôn xuống đây làm kiên minh.
Sau đây, ca khúc với đề tài Tìm lại tình yêu lúc xưa sẽ do Phương Hằng tôn vinh Chúa. Thương xót ngày đã đến thế gian này, vui xa lìa ngôi cao ngày tìm cứu vớt tội nhân, rồi ngàn năm trôi nhân gian có hay ngày đến đây, Chúa đến cho người nguồn yêu thương hy vọng tươi sáng, bởi yêu Ngài đã đến bằng lòng gánh lấy những sầu đau, hy sinh nơi đồi Gô Tha mọi tội ô Chúa gánh thay người, tình Ngài yêu thương muôn thu mãi không hề đổi thay, Chúa yêu tội nhân bơ vơ còn u mê trong đêm dài tăm tối, Giêsu đã đến ban niềm vui tình yêu lớn lao xin bao hy vọng, hòa bình cho khắp thế giới muôn nơi hòa tình cao, xua tan những bóng tối bẫy bờ, Giêsu mang cứu ân cho người một tình yêu vô biên không thể thay đổi. Về trong yêu thương đêm mùa Giáng sinh hát vang lời ca suy tôn danh Ngài, thật Ngài đã đến thế giới cánh thay tội con người, dẫu thế nhân quay lưng xa rời Ngài vẫn luôn chờ mong tha thiết, những trái tim đơn sơ quay về với Cha. Con người
cho người, một tình yêu vô biên không hề thay đổi. Về trong yêu thương đêm mùa Giáng sinh, hát vang lời ca suy tôn danh Ngài. Thật Ngài đã đến thế giới gánh thay tội con người. Dẫu thế nhân quay lưng xa rời, Ngài vẫn luôn chờ mong tha thiết những trái tim đã sơ quay về với Cha. Hãy quay về tìm lại tình yêu lúc xưa, và dịch lành lại bao vết thương cho đêm mơ ước sớm tràn. Giê-xu cho khắp thế giới muôn nơi hòa tình ca. Xua tan những bóng tối bẫy mờ, Giê-xu mang cứu ân cho người, một tình yêu vô biên không hề thay đổi. Về trong yêu thương đêm mùa Giáng sinh, hát vang lời ca suy tôn Ngài đã đến thế giới gánh thay tội con người. Dẫu thế nhân quay lưng xa rời, Ngài vẫn luôn chờ mong tha thiết những trái tim đã xa quay về với Cha. Những trái tim đã xa quay về với Cha. Cùng và tôi vẫn để cái tên đó và in niên. Những con cái của Chúa trung tín thờ phượng Chúa tôi in thẳng, và những người bỏ bê sự nhóm lại xa cách nhà Cha tôi vẫn in niên, để còn lưu giữ tên tuổi của họ, để nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời không có in nghiêng, Đức Chúa Trời không có in thẳng đâu. Đức Chúa Trời có tên rạch ròi. Và những người nào không thật lòng tin thờ Chúa Giê-xu, người đó không có tên trong sổ sự sống của Chúa. Thật là đáng đau buồn. Hội thánh của Chúa không phải chỉ có chừng này người. Chúng ta có 600 năm phụ lão ấu. Và chúng ta có ở đây bao nhiêu? 200 người. Còn 400 nữa ở đâu? Đó là điều đau lòng mà chúng ta phải cầu nguyện. Xin Chúa thương xót từng anh em của mình. Thà không biết Chúa thì thôi, mà đã biết Chúa rồi vẫn chưa mở lòng ra tiếp nhận Ngài thật sự vào chính cuộc đời của mình. Điểm thứ 5, rao báo tin lành từ trời. Câu 20. Bọn chân chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Rao báo cho Mary và Joseph trong câu thứ 17. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Lần đầu tiên thì các gã mục đồng rao báo tin mừng Giáng sinh trực tiếp cho Joseph và Mary. Joseph và Mary đã biết rất rõ rằng mình sinh hạ con thánh, và đây là con Đức Chúa Trời thành người. Nhưng mà các gã mục đồng đã xác nhận một lần nữa sự sinh ra của hài nhi là sự sinh ra của con thánh Đức Chúa Trời. Bởi tiếng phán sứ điệp Giáng sinh họ nghe từ thiên sứ. Họ nói với Mary Joseph thế nào thiên sứ hiện ra phán bảo và chỉ dẫn họ tìm đến đây. Chúng ta tin rằng họ không có thêm bớt gì để làm cho câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, vì bản thân câu chuyện đã là ly kỳ hấp dẫn rồi.
Chúng ta phải trung thành rao báo sứ điệp tin lành, không thêm không bớt lời Chúa chút nào. Đức Chúa Trời không cần chúng ta thêm vào lời của Chúa đâu. Chúng ta chỉ cần trung thực rao giảng lời của Chúa như các gã mục đồng ngày xưa, rồi rao báo cho mọi người. Bọn chân chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về những điều mình đã nghe và thấy. Họ làm chứng lại cái điều mà họ nghe, họ thấy, họ gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cái điều họ làm chứng là cái điều sống động để cho mọi người biết rằng họ thật sự đã gặp Đấng Giáng Sinh. Họ là những người bình thường, thấp kém của xã hội mà được Chúa dùng để rao tin lành. Huống hồ gì chúng ta không mặc cảm, không xấu hổ và hãnh diện để mở miệng ra rao truyền danh Đấng Christ cho mọi người. Hãy xem tâm tình của Phao-lô. Ông nói rằng, thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu thứ 17. Chúng ta rao giảng cái gì? Chúng ta không rao giảng rằng một nhà thờ lớn, một nhà thờ đông đúc, một nhà thờ có sự giúp đỡ, có sự quan tâm, một nhà thờ yêu thương. Chúng ta không cần, và chúng ta cần rao giảng thập tự giá của Đấng Christ, là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa để cứu rỗi mỗi người. Tin lành phát nguyên từ Đức Chúa Trời. Tin lành chính là sự vui mừng cho muôn dân muôn nước. Tin lành chính là sự ra đời, sự chết, sự sống lại của Chúa Cứu Thế làm nên sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Cần nói thêm ở đây, có một tin lành khác mà Phao-lô đề cập trong thư Ga-la-ti mà không phải là tin lành thật, vì nó không xuất phát từ Đức Chúa Trời, không phải là tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã treo thân trên thập tự giá. Ngày nay cũng có nhiều tin lành, nhưng mà tin lành khác, không phải tin lành chân thật của Đấng Christ. Và Phao-lô đã nói rằng, sao anh em vội bỏ tin lành mà chúng tôi rao giảng, đặng theo một tin lành khác mà không phải là tin lành mà chúng tôi đã nhận. Tuần rồi thì có một tín hữu nói với tôi rằng đã gặp một anh em từng là tín hữu hội thánh tin lành, và bây giờ thì họ đi qua công giáo để sinh hoạt rồi, với lý do rằng người tin lành không cho phép thờ cúng ông bà, mà người công giáo thì họ cho phép thờ cúng ông bà. Cho nên qua bên đó dễ mà thờ phượng Chúa cùng thờ phượng ông bà. Đó là một tin lành khác, không phải tin lành của Đấng Christ. Đó là tin lành mà không đem đến sự cứu rỗi cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta phải rao giảng một tin lành của Đấng Christ, là tin lành Đấng Christ đã treo thân trên thập tự giá đền chuộc tội lỗi cho chúng ta, và Đấng đó là Đấng duy nhất mà chúng ta tôn thờ, không còn phải tôn thờ một Đấng nào khác nữa. Mỗi người chúng ta phải tiếp nhận tin lành chân thật của Chúa Giê-xu và đáp ứng tin lành ấy bằng cách nỗ lực rao giảng tin lành từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Tin lành từ trời phải trở nên tin lành cho mọi người. Đó là quyết định ý nghĩa nhất của chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay. Amen. Kính mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên để hướng lòng về ba ngôi Đức Chúa Trời, cầu nguyện qua sự dạy dỗ lời Chúa buổi sáng mai hôm nay. Mỗi người đến với Chúa và sau đó mời ông ủy viên Hồ Đức Phúc lên máy ghi âm thay cho thánh cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, Ngài đã gìn giữ hết thảy chúng con. Buổi sáng nay lời của Chúa nhắc nhở khích lệ cho mỗi đời sống của con. Xin cho chúng con nhận biết Đức Chúa Trời đã đấng yêu thương con. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa thương xót gìn giữ chúng con trong ơn của Ngài.
Ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời, Cha từ ái của chúng con, là Đấng đã yêu thương chúng con bằng lòng lìa ngôi báo để giáng sinh làm người cách đây 2020 năm. Và trong buổi tối hôm qua cũng như sáng hôm nay, Hội Thánh của Chúa ở khắp nơi Việt Nam chúng con như trên toàn thế giới đã long trọng kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh vào đời. Chúng con hết sức là vui mừng, dù rằng thời tiết bên ngoài có mưa gió, dù rằng trong năm qua chúng con đã nhận rất là nhiều tin buồn, nhiều tin xấu, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, công ăn việc làm mỗi người chúng con cũng có những sự khó khăn trong năm qua. Nhưng dù vậy chúng con là con cái của Chúa, chúng con đã được Chúa ban cho chúng con một tin vui, một cái tin lành từ trời, đó là chủ đề của mùa Giáng sinh năm nay. Và tin lành ấy là một tin vui mừng lớn, không chỉ cho chúng con là những người thuộc về Ngài, nhưng là một sự vui mừng lớn cho mọi người, không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, địa vị thấp hèn hay cao sang. Khi Chúa Ngài giáng sinh làm người, Ngài đã báo cho các gã mục đồng chăn chiên là những thành phần thấp kém trong xã hội. Nhưng rồi Chúa Ngài cũng đã dùng ngôi sao của Ngài để báo cho các bác sĩ phương Đông là những người trí thức. Khi Chúa Ngài nhắc nhở cho mỗi đời sống chúng con, để rồi chúng con không có tin vào một tin lành khác, nhưng chúng con nương cậy đức tin của mình ở tin lành từ trời mà sáng hôm nay chúng con đã được nghe qua tôi tớ của Ngài. Và tin lành đó là một đấng cứu thế đã ra đời. Ngài đã tạo dựng chúng con hết sức là toàn hảo và tốt đẹp, nhưng vì tội lỗi chúng con đã làm cho chúng con xa cách Ngài, trở nên chống nghịch với Ngài. Và bởi tình yêu, Chúa Ngài đã giáng thế làm người trong chuồng chiên máng cỏ, để rồi thi hành chức vụ trên đất 33 năm, để rồi tột đỉnh của tình yêu, Ngài phải chịu treo thân trên thập tự giá, để rồi đổ huyết ra cứu chúng con từ những kẻ tội nhân xấu xa trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Đó là chúng con được biết tin lành từ trời, một tin lành chân thật, và chúng con phải tiếp nhận tin lành đấy. Trong dịp mùa Giáng sinh rất nhiều quà tặng, nhưng cứu Chúa hài nhi Giáng sinh là một món quà vô giá mà Ngài đã tặng cho mỗi con người. Và chúng con là những người đã tiếp nhận Chúa, chúng con vui mừng vì chúng con đã để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Và chúng con cũng có trách nhiệm để chúng con rao báo tin lành ấy cho những người xung quanh. Đó là mạng lệnh mà Chúa đã giao cho mỗi người chúng con. Buổi tối hôm nay, Hội Thánh của Chúa cũng vâng theo mạng lệnh đó để có một cái chương trình truyền giảng tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm nay. Xin Chúa Ngài nhắc nhở, khích lệ trên đời sống của chúng con, để rồi chúng con không chỉ biết Chúa, vui mừng, hưởng niềm vui mà Chúa ban, nhưng chúng con cũng có trách nhiệm để rao báo tin lành, niềm vui mà chúng con đã tiếp nhận cho những người xung quanh, bà con, hàng xóm với mình, để rồi nhiều người được biết với Chúa, để rồi họ cũng được một cái món quà vô giá, đó là tiếp nhận cứu Chúa làm chủ cuộc đời mình. Và Chúa Ngài dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay chúng con nghe chẳng phải qua đi, nhưng động lại, ghi nhớ trong mỗi đời sống của chúng con, để rồi chúng con bám chắc vào lời hứa của Chúa, bám chắc vào Kinh Thánh, đó là tin lành từ trời. Đừng để chúng con sai lạc, đừng để chúng con nản lòng trước những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống này. Để rồi chúng con cứ nương cậy vào Chúa, gần gũi với Hội Thánh và học lời của Ngài, học đời sống mỗi ông bà, anh chị em chúng con mỗi ngày càng vững vàng, bước theo Chúa trong những ngày tháng tới. Con vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúa Ngài ban phước trên Hội Thánh của Ngài, để rồi mỗi chúng con hưởng một mùa Giáng sinh bình an, hưởng một mùa Giáng sinh phước hạnh. Và chúng con cũng nhận cái trọng trách Chúa giao, đó là rao báo sứ điệp của Chúa ra những người xung quanh, để rồi Hội Thánh của Chúa mỗi ngày càng đông người hơn nữa, đời sống ông bà anh chị em chúng con mỗi ngày càng vững vàng, một đời sống đắc thắng, làm sáng danh Chúa trên đất. Con ngợi khen Ngài. Con dâng mỗi ông bà anh chị em chúng con trong sự dẫn dắt của Chúa, cùng hiệp ý nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
hiếu chỗ cho Ngài khai quá nhiều trong hôm nay. Thiếu chỗ cho Ngài đã quá đông người nơi đây. Mọi người không ai tiếp Chúa, đặng tiên làm thầy. Trần gian đâu hay cứu Chúa ra đời đến nay. Thiếu chỗ cho Ngài, dẫu Chúa là vua muôn vua. Thiếu chỗ cho Ngài, chỉ có nơi chuồn chiên dơ. Chẳng thể nhắm mắt khép kín con tim, buồn cho thế nhân vào đêm giáng sinh. Thiếu chỗ cho Ngài, khắp chốn chẳng ai dành lòng yêu Chúa. Khắp chốn chẳng ai chịu nhìn xem Chúa. Thế giới đã do tay Ngài dựng nên. Ôi những nơi đâu cho Ngài, thiếu chỗ cho Ngài khác quá nhiều trong hôm nay. Thiếu chỗ cho Ngài đã quá đông người nơi đây. Mọi người không ai tiếc Chúa, đặng tiên lắm thầy. Trần gian đâu hay cứu Chúa ra đời đêm nay. Thiếu chỗ cho Ngài, dẫu Chúa là vua muôn vua. Thiếu chỗ cho Ngài, chỉ có nơi chuồn chiên dơ. Chẳng thể đã lỡ đánh mất ân thiêng, họ theo ý riêng, lòng luôn tối đen. Chẳng ai hay biết cứu Chúa Giê-xu đã đến cho nên. Thiếu chỗ cho nhiều trong hôm nay. Thiếu chỗ cho Ngài đã quá đông người nơi đây. Mọi người không ai tiếp Chúa, đặng tiên lắm thầy. Trần gian đâu hay cứu Chúa ra đời đêm nay. Thiếu chỗ cho Ngài, dẫu Chúa là vua muôn vua. Thiếu chỗ cho Ngài, chỉ có nơi chuồn chiên dơ. Chẳng thể nhắm mắt khép kín con tim, buồn cho thế nhân vào đêm giáng sinh. Thiếu chỗ cho Ngài, khắp chốn chẳng ai dành lòng yêu Chúa. Khắp chốn chẳng ai dành nhìn xem Chúa. Thế giới đã do tay Ngài dựng nên. Ôi những nơi đâu cho quá nhiều trong hôm nay.
đã quá đông người nơi đây. Mọi người không ai tin Chúa, đàn tiên lắm thay. Trần gian đâu hay cứu Chúa ra đời đêm nay. Thiếu Chúa trong nhà, dẫu Chúa là phù môn vua. Chúa cho ngài chỉ có nơi chuồn chiến giờ, chẳng thể đã lỡ đánh mất ân thiêng. Họ theo ý riêng, lòng luôn tối đen, chẳng ai hay biết có Chúa Giê-xu đã đến cho nên. Chúa cho ngài, sau đây ca khúc với nhan đề Liên khúc Giáng sinh sẽ do tấp ca tôn vinh Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống chung câu âm đề. Vì Giê-xu đến cứu anh và tôi. Hòa thánh ca xuống chung câu âm đề. Vì Giê-xu đến cứu tôi với bà. Lúc em vui tươi lòng, em vui tươi và một năm mới vừa thành tình con. Lúc em vui tươi lòng, em vui tươi và một năm mới vừa thành tình con. Hôm tôi đã lùi đi, nhưng lại ánh sáng cho Chúa Giê-xu. Không thế giới ngừng vui, Ngài lau nước mắt những ai sâu đau. Hoàn thành ca xuống chung câu Giê-xu đến cứu anh và tôi. Hoàn thành ca xuống chung câu âm đề. Vì Giê-xu đến cứu tôi với bà. Lúc em vui tươi lòng, em vui tươi và một năm mới vừa thành tình an. Lúc em vui tươi.